Ok. Đẹp ghê. Hỏi nó tên gì? Con tên gì? Allia. Wow, Allia, tên đẹp. Con mấy tuổi? Nay con mấy tuổi? Trời ơi, giỏi quá. Con đi học chưa? Con đi học rồi. Trời ơi, đi học rồi nữa. Giỏi. Giỏi ghê. Này Việt Nam nó đâu có Mỹ chút nào đâu. Nhưng cái mặt nó không hao rồi. Con bạn thân của con là ai? Đứa nào? Bạn con tên gì? Em Ambition á. Mẹ con tên quá. Gì? Con. Mẹ con tên gì? Mẹ. Tickly. Ba con tên gì? Ramon. Ramon. Biết hết thì giỏi. Bà ngoại con à. Bà ngoại con chưa biết tên á. Bà ngoại con tên gì? Ngoại nè. Tên Kiều. Kiều. Nè, con thấy cái hồ không? Nha. Con giỏi. Con nói. Vô nhà chơi. Cảm ơn không. Quay phim cho con á. Ok, cảm ơn không. Ông. Giỏi quá. Quá. Hay quá ha. Sao cái thơ con bà cảm ơn nhưng mà anh nói giỏi lắm nhưng mà nói tiếng Anh không à. Cảm ơn bà. Vô nhà chơi. Đứng xuống đây nè, đi chơi nè. Ê, con khá vậy xuống nha. Hai, Ramon. Hello, how are you? Good to see you. Yeah, nice to see you. What you doing, Allia? Nhỏ đẹp ghê ha. Thấy em bé à? Con thấy em bé hang đeo đưa kìa. Đó. Anh ơi, có cái giọng như vậy. Có. Ở con đó đó. Con. Quà dạ. Má cũng có đấy. Bà ba. Ồ, em nha, đẹp quá. Mặc áo vàng đẹp quá. Yeah, mặc áo vàng đẹp quá. Con nhìn ông này, con cười. Ok, rồi mình đi.